qua mục sư diễn giả, mục sư Nguyễn Tường. Xin trân trọng kính mời mục sư. Kính thưa Hội Thánh, trước hết cho tôi gửi lời chào thăm đến Hội Thánh, đến đệ tử của Chúa, ông mục sư quản nhiệm, đến quý chấp sự, quý nhân sự và con cái của Chúa về dự lễ thương khó buổi tối hôm nay. Chủ đề lễ thương khó năm nay của Tổng Liên Hội là mọi việc đã được rồi. Câu Kinh Thánh trích ra từ Giăng đoạn 19 câu 30 phần B: mọi việc đã được rồi, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Mọi việc đã được rồi nghĩa là gì? Tại sao Đức Chúa Giêsu tuyên bố câu cuối cùng trước khi rút hơi thở: mọi việc đã được rồi? Tôi xin thưa với Hội Thánh tối hôm nay hai ý của câu tuyên bố của Đức Chúa Giêsu. Thứ nhất, mọi việc đã được trọn là công tác của Đức Chúa Trời giao cho Đức Chúa Giêsu đã hoàn tất. Đây là công tác đời đời của Đức Chúa Trời từ buổi sáng thế. Chúa Giêsu nhận công tác này bắt đầu từ khi con người phạm tội. Do đó, nếu đặt ra câu hỏi, Chúa Giêsu sanh ra cách đây hơn 2.000 năm, Ngài bắt đầu sự cứu rỗi từ đó, thì trước khi Đức Chúa Giêsu sinh ra cứu chuộc nhân loại, đấng nào là đấng cứu thế cho lịch sử phía trước? Câu này có hai ý, hai mặt của một câu tuyên bố. Thứ nhất, công tác Đức Chúa Trời giao phó cho Đức Chúa Giêsu đã trọn. Đây là công tác được giao phó từ buổi sáng thế. Nghĩa là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là kế hoạch đời đời. Đức Chúa Trời bắt đầu kế hoạch đó từ khi con người phạm tội trong vườn Ê-đen. Và ngay lúc đó, Đức Chúa Giêsu tình nguyện xuống thế gian để chuộc tội cho nhân loại. Ngay khi con người vừa phạm tội, để chứng minh điều đó, chúng ta hãy xem Kinh Thánh. Thứ nhất, lời tiên tri về đấng cứu thế. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15: sau khi Adam và Eva trái mạng Đức Chúa Trời ăn trái cấm, Đức Chúa Trời đưa ra một lời hứa: ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau, ngươi sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Dòng dõi người nữ,
sẽ dày đạp đầu con rắn. Và người dày đạp đón rắn đó là một cá thể. Hàng ngàn năm sau, tiên tri Ê-sai giải thích sáng ký đoạn 3 câu 15. Tiên tri Ê-sai nói rằng: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, dòng dõi người nữ là nữ đồng trinh. Và người dài đạp đầu mày là một người nam. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel. Rồi khi Đức Chúa Giêsu vừa giáng sinh thì sứ đồ Matthew đã dùng câu kinh thánh đó để tuyên bố rằng được ứng nghiệm trong Đức Chúa Giêsu. Trong Matthew đoạn 1 câu 23, Matthew tuyên bố rằng: để cho ứng nghiệm lời kinh thánh, này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh ra một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel. Như vậy thì đấng cứu thế đã được hứa từ khi con người vừa phạm tội. Và khải quyền, sách cuối cùng của kinh thánh công bố rằng chiên con bị giết từ buổi sáng thế. Nghĩa là đấng cứu thế tình nguyện chịu chết cho nhân loại từ khi con người phạm tội. Vậy Đức Chúa Trời lên kế hoạch cứu rỗi nhân loại ngay từ sáng thế. Và Đức Chúa Giêsu ngôi hai được giao phó công tác này. Galati đoạn 4 câu 4 chép rằng: nhưng khi kỳ hạn đã được rồi, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp. Nhưng khi kỳ hạn đã được rồi có nghĩa là thời gian chuẩn bị hoàn tất. Đức Chúa Trời sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp. Đấng cứu thế ra đời đúng thời điểm của Đức Chúa Trời. Nhưng sự cứu rỗi của đấng cứu thế bắt đầu từ khi con người phạm tội. Vâng. Như vậy, công tác Đức Chúa Trời giao phó cho đấng cứu thế khi bước vào thế giới này là gì? Ngay trên thiên đàng, đó là chết chuộc tội cho nhân loại. Chết chuộc tội là con đường của đấng cứu thế đi. Điều đó được tuyên bố ngay khi con người phạm tội. Sự chết chuộc tội của đấng cứu thế được hoạch định ngay trên thiên đàng. Đấng cứu thế sinh ra là đấng đổ huyết. Bởi đâu chúng ta biết cái giáo lý đó? Xin chiếu ý thứ hai. Dân Do Thái được Chúa Trời ban cho luật về sự chuộc tội. Theo luật pháp, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Đó là luật mà Đức Chúa Trời ban cho người Do Thái. Cho nên mỗi khi phạm tội thì phải dâng con sinh đổ huyết ra thì mới chuộc tội được. Nhưng đó là hình ảnh của đấng cứu thế sẽ đến đổ huyết ra một lần đủ cả để chuộc tội cho nhân loại. Sự việc đó được
hoạch định trên thiên đàng từ khi con người phạm tội. Cho nên khi Đức Chúa Giêsu bước vào thế giới này, Chúa tuyên bố con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, mà để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Đó là con đường của Đấng Cứu Thế khi bước vào thế giới này. Con đường đã được hoạch định ngay trên thiên đàng. Chúa Giêsu đến không phải để làm vua trên đất. Chúa Giêsu cũng không đòi một quyền lợi nào trên đất này. Ngài đến để phục vụ cho đến chết, để chuộc tội nhân loại. Đó là công tác Đức Chúa Trời giao phó cho Ngài trên thiên đàng đã được trọn khi Ngài bước vào thế giới này. Nhưng đây là công tuyên bố có hai mặt. Mặt trên thiên đàng, mặt trên đất. Mọi việc đã được trọn, cũng còn có nghĩa là sự cứu rỗi đã hoàn tất. Vì câu tuyên bố này của Chúa Giêsu là câu tuyên bố trên thập tự giá, và câu tuyên bố này là lời cuối cùng của Chúa. Sau đó Kinh Thánh nói rằng rồi Ngài gục đầu và trút linh hồn. Đây là câu tuyên bố cuối cùng của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái mặt thứ hai của mọi sự đã được trọn là sự cứu rỗi đã hoàn tất. Vâng, Ngài thưa với cha Ngài, công tác cha giao cho tôi đã hoàn tất. Đây cũng là lời khẳng định khi Chúa Giêsu sống 33 năm trên đất. Ngài phục vụ từ khi sinh ra cho đến khi Ngài trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá. Mọi sự đã được trọn. Ngài làm xong công việc cha giao cho Ngài. Hãy nhìn vào Chúa Giêsu khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Thập tự giá là con đường mà Chúa Giêsu nhắm tới, con đường của sự chuộc tội. Và thập tự giá là chén đắng. Kinh Thánh gọi thập tự giá là chén đắng, nghĩa là gì? Khi Đức Chúa Giêsu bước vào vườn Gethsemane, Chúa thật sự đối diện với cái chén đắng mà Ngài phải uống, tức là trách nhiệm mà Ngài lãnh từ Đức Chúa Trời. Từ khi con người phạm tội, và Đức Chúa Trời chờ đợi cho đến khi thời kỳ được trọn, Ngài sai con Ngài xuống thế gian, Chúa Giêsu vẫn đi đúng con đường của Đức Chúa Trời vạch ra. Nhưng đến khi Chúa bước vào vườn Gethsemane, Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Ngài thưa với Đức Chúa Trời rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cất chén này của tôi, nhưng không theo ý tôi mà theo ý cha. Chúa Giêsu biết rằng thập tự giá là cái con đường mà Chúa đi. Nhưng khi đối diện với thập tự giá, Chúa Giêsu biết
Ngài không đủ sức để gánh hết. Ngài quay qua môn đồ của Chúa, Ngài nói rằng: linh hồn ta buồn bực cho đến chết, hãy thức canh và cầu nguyện với ta. Nhưng không ai chia sẻ với Ngài cái sự đau khổ trong giờ Chúa Giêsu đối diện với thập tự giá cả. Rồi Ngài tiếp tục cầu nguyện. Mồ hôi của Ngài đổ xuống như giọt máu. Mồ hôi của Ngài xuất ra, vì Ngài biết rằng Ngài phải uống cạn cái chén thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Cho nên khi đóng đinh trên thập tự giá, Đức Chúa Trời quay mặt đi. Con Đức Chúa Trời, dẫu rằng xuống thế, Đức Chúa Trời vẫn ở cùng Ngài. Nhưng giờ phút Đức Chúa Giêsu lâm chung trên thập tự giá là lúc mà Ngài gánh hết tội lỗi nhân loại trên thân của Chúa. Đức Chúa Trời ngoảnh mặt đi. Đức Chúa Giêsu phải kêu lên rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Lúc bây giờ Chúa Giêsu không còn là con Đức Chúa Trời nữa, mà Ngài là đại tội nhân gánh hết tội lỗi của nhân loại trên thân của Chúa. Trời đất tối tăm, màn trong đền thờ xé ra làm đôi, và giờ phút đó Chúa Giêsu gánh hết tội lỗi nhân loại trên thân của Ngài. Thập tự giá là chén đắng. Và sự cứu rỗi được thực hiện trọn vẹn khi Đức Chúa Giêsu tuyên bố trên thập tự giá: mọi sự đã hoàn tất. Hoàn tất đến từng cái chi tiết. Chúa Giêsu không sai trật một chi tiết nào trong mọi công tác mà Đức Chúa Trời giao cho Chúa. Sự cứu rỗi được thực hiện một cách trọn vẹn trước khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng. Roma đoạn 8 câu 3 chép rằng: vì điều chi luật pháp không làm nổi thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài vì tội lỗi sai con Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Điều gì mà nhân loại không làm được thì Đức Chúa Trời làm. Đức Chúa Trời sai con của Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Chúa Giêsu mang thân xác giống như con người của chúng ta, và trên thập tự giá Chúa chết một cách đau thương. Ngài gánh hết tội lỗi của nhân loại. Ngài đã đoán phạt tội lỗi của nhân loại trên thân của Chúa bởi sự chết của Ngài. Và trong Hê-bơ-rơ đoạn 2 câu 14 chép rằng: vậy thì vì con cái có phần trong huyết và thịt nên Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Roma tuyên bố rằng Ngài gánh hết tội lỗi của nhân loại. Và Hebrew tuyên bố rằng Ngài quỷ phá quyền lực của ma quỷ. Nghĩa là Ngài đã bẻ gãy tội lỗi, trói buộc ma quỷ, giải thoát nhân loại ra khỏi tội lỗi bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá. Cho nên Ngài tuyên bố
với Đức Chúa Trời Cha Ngài. Cha ơi, mọi sự đã hoàn tất, con đã làm xong việc Cha giao cho con. Ngài tuyên bố với thế giới tối tăm, ma quỷ, tội lỗi rằng Ngài đã chiến thắng. Ngài tuyên bố với nhân loại rằng con đường cứu rỗi đã được mở ra. Khi Ngài chết trên thập tự giá, cho nên sự cứu rỗi không bắt đầu từ khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, mà sự cứu rỗi bắt đầu từ khi con người phạm tội. Chúng ta nhớ khi Giăng Báp-tít đang thi hành chức vụ, Ngài thấy, Giăng Báp-tít thấy Đức Chúa Giêsu đến với ông để xin chịu báp-têm, thì Giăng Báp-tít nói rằng: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Câu đó trở thành chân lý của Kinh Thánh. Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời. Chiên con có nghĩa là đấng bị giết, là đấng cất tội lỗi của cả thế gian, cất tội lỗi của tất cả nhân loại ở trên thân của Chúa. Nếu ai hỏi chúng ta rằng Chúa Giêsu Giáng sinh cách đây 2024 năm thì trước Chúa đấng nào cứu rỗi? Chính là Đức Chúa Giêsu. Từ buổi sáng thế cho đến ngày chung kết thế giới này, sự chết của Ngài trên thập tự giá là sự cứu rỗi trọn vẹn. Cho nên lời tuyên bố của Đức Chúa Giêsu mọi sự đã được trọn là lời tuyên bố trọn vẹn về sự cứu rỗi đời đời của Đức Chúa Trời. Từ đó chúng ta nhìn đến một cái khải tượng rộng mở. Khi Chúa tuyên bố mọi sự đều được rộng, có nghĩa là sự chiến thắng khải hoàn đã được thực hiện. Thưa ông bà chị em, mọi sự được rộng ở trên trời là kế hoạch cứu rỗi đời đời. Mọi sự đưa được rồi ở trên đất là sự hy sinh của đấng cứu thế được uống cạn chén đắng của Đức Chúa Trời. Mọi sự đưa được rồi đối với nhân loại là sự chiến thắng khải hoàn để họ đến với Chúa, được giải thoát, được trở nên con cái Đức Chúa Trời và được hưởng thiên đàng. Vâng, câu Kinh Thánh này đầy đủ là mọi sự đã được trọn, rồi Ngài gục đầu và trút linh hồn. Gục đầu là cái chết của một người, trút linh hồn cũng là cái chết của một người. Chúa Giêsu tuyên bố với uy quyền của Đức Chúa Trời mọi sự đều được trọn, nhưng rồi Ngài chết cái chết đau thương, gục đầu xuống. Tức là một người chết thì cái đầu rớt xuống, cái đầu ngã xuống, và là người Ngài đã trút linh hồn. Đối với một người gục đầu trút linh hồn là sự chiến bại, nhưng đối với Đức Chúa Giêsu gục đầu trút linh hồn là sự chiến thắng. Tại sao? Chúng ta lấy thí dụ một chiến sĩ tử trận, cuộc đời khép lại, chấm dứt tất cả. Một vị vua băng hà, kết thúc cái vương quyền của ông,
không còn gì nữa để nói. Nhưng Đức Chúa Giêsu trút linh hồn là sự chiến thắng khải hoàn, mở ra một cánh cửa đời đời để con người được giải thoát. Satan không còn quyền lực gì đối với những người tin nhận Chúa Giêsu, và cửa thiên đàng mở ra. Chúng ta nói mấy cái gì đó để bảo vệ niềm tin của chúng ta, để khi chúng ta nhìn vào Chúa của chúng ta chịu khổ, chúng ta chia sẻ nỗi thống khổ với Chúa, nhưng không phải cảm thương vì một người chết rồi chấm dứt, nhưng để nhận lấy cái phước hạnh mà Ngài đem đến, Ngài ban cho chúng ta trong sự chết đó. Sự chiến thắng khải hoàn của Chúa Giêsu sau khi Ngài tuyên bố mọi việc đã được rồi, nghĩa là thứ nhất, sự chết bị hủy diệt. Sự chết bị hủy diệt. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 55 đến câu thứ 57 chép như thế này. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 55 đến câu 57 tôi xin đọc. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vâng. Tội lỗi là cái nọc độc. Cái nọc độc đó đem đến sự chết. Và không ai thoát khỏi sự chết. Sự chết linh hồn, sự chết thân thể, sự chết đời đời trong địa ngục. Nhưng khi Đức Chúa Giêsu chết thay cho chúng ta thì Ngài đã gánh hết tội lỗi của chúng ta. Ngài bẻ gãy quyền lực của ma quỷ. Ngài ban chúng ta sự sống. Cho nên khải quyền đoạn 1 câu 17 phần B và câu thứ 18 thì chép như thế này. Đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Đừng sợ, ta đã chết nhưng ta đã sống lại và sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Cảm ơn Chúa, Ngài bẻ gãy quyền lực của ma quỷ, đóng cửa địa ngục và dẫn chúng ta về thiên đàng. Sự chết bị hủy diệt bởi thập tự giá, mọi sự đã được rồi. Thứ hai, con người được giải thoát. Cảm ơn Chúa Giêsu. Đừng sợ, vì Chúa của chúng ta đã sống lại và Ngài giải thoát chúng ta khỏi sự chết để ban cho chúng ta sự sống. Chúa Giêsu chết như một người, mọi sự đều được rộn. Đó là lời tuyên bố của Đức Chúa Trời, ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời tuyên bố trên thiên đàng, tuyên bố trên đất, tuyên bố với quyền lực của ma quỷ, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng khi Ngài gục đầu và trút linh hồn trong sự đau đớn, vì Ngài mang thân xác của một con người. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 22 chép rằng: như trong A-đam mọi người đều chết, cũng vậy trong đấng Christ mọi người sẽ sống lại.
Adam đem đến sự chết. Nhưng Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự sống. Một mình Adam đã đưa tội lỗi vào cả thế giới này, và một mình Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, có quyền cắt tội lỗi thế gian đi. Chúa Giêsu có quyền làm điều đó. Quyền môn của âm phủ không kiện được, không bắt chúng ta lại được. Chúng ta được Chúa Giêsu mở trói, giải thoát và cho chúng ta được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 6 câu 23 nói điều đó. Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ. Sự ban cho của Đức Chúa Trời là đấng cứu thế. Đấng cứu thế đã gánh hết tội lỗi của chúng ta và cho chúng ta được giải thoát để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Adam đem đến sự chết, Chúa Giêsu đem đến sự sống, sự sống đời đời cho những ai tin nhận Chúa. Và điều thứ ba, mọi sự được rộng, sự chiến thắng khải hoàn, cửa thiên đàng được mở ra. Đức Chúa Trời dựng nên con người của chúng ta tốt lành biết là bao. Ngài dựng nên trái đất đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống của chúng ta. Chúng ta thấy trái đất giàu có, đầy đủ tất cả mọi nhu cầu của chúng ta, từ thức ăn cho đến những phương tiện của cuộc sống, đến nỗi chúng ta có tất cả những điều gì mà chúng ta muốn từ trái đất này. Vậy thì Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta tốt đẹp biết là bao. Nhưng rồi khi con người phạm tội, cửa thiên đàng phải đóng lại. Đức Chúa Trời thánh khiết không thể nào dung túng tội lỗi được, cho nên con người lầm lũi trong tội lỗi cho đến khi Đức Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Ngài tuyên bố rằng Ngài làm tất cả mọi việc để đưa con người trở về với Đức Chúa Trời, và thiên đàng mở cửa cho chúng ta vào đó. Roma đoạn 8 câu 1 chép như thế này. Roma đoạn 8 câu 1: cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Không còn cái sự đoán phạt nào, tức là không còn cái dấu vết tội lỗi nào cho những kẻ tin nhận Chúa Giêsu là tôi đây. Đức Chúa Trời nhìn tôi là một thánh nhân như nguyên bản khi Đức Chúa Trời dựng nên tôi. Tôi có quyền bước vào thiên đàng vì tôi là một thánh nhân đáp ứng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa Giêsu gánh hết tội lỗi của tôi trên thập tự giá, mọi sự đã được trọn. Và chúng ta giữ Roma đoạn 8, chúng ta xuống câu thứ 14: vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Vâng, tôi được Chúa Giêsu cứu chuộc, không còn một dấu vết đoán phạt nào hết. Đức Chúa Trời nhìn tôi là một thánh nhân, và Đức Thánh Linh ngự vào lòng của tôi. Tôi trở nên con cái Đức Chúa Trời, một vị trí mà con người không có được, bởi vì Đức Chúa Giêsu gánh hết tội lỗi của tôi, và Ngài tuyên bố rằng mọi sự đã được trọn. Và chúng ta giữ Roma đoạn 8, chúng ta xem xuống
câu thứ 17: Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự, kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Vậy thì tôi đi từng bước vào sâu ở trong nhà Đức Chúa Trời. Tôi tin nhận Chúa Giêsu. Chúa Giêsu gánh hết tội lỗi của tôi. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những cái ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và Đức Thánh Linh ngự vào lòng của tôi, kêu lên rằng: A-ba cha. Đức Chúa Trời trở thành cha của tôi. Và khi Đức Chúa Trời trở thành cha của tôi thì Thánh Kinh công bố rằng tôi sẽ thừa kế cơ nghiệp của cha mình. Lại nếu chúng ta là con cái thì là kẻ kế tự, kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng khi dẫn chúng ta về với Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu đứng với chúng ta. Đức Chúa Trời là Đấng mở cửa thiên đàng cho chúng ta bước vào. Chúa Giêsu dẫn chúng ta về thiên đàng. Chúng ta đồng kế tự với Đấng Christ. Vì Ngài mang thân xác của chúng ta, Ngài chết cho chúng ta. Ngài mang thân xác của chúng ta, thân xác vinh hiển vào thiên đàng. Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta, chờ đợi chúng ta. Và Chúa sẽ trở lại. Chúa Giêsu đưa chúng ta về thiên đàng. Vâng. Vậy thì khi Đức Chúa Giêsu tuyên bố câu cuối cùng trên thập tự giá: mọi sự đã được rồi, nghĩa là sự cứu rỗi đã hoàn tất. Hoàn tất ngay trên thiên đàng, hoàn tất ngay trên mặt đất này. Và mọi sự đã được rồi là câu tuyên bố chiến thắng khải hoàn, chiến thắng của Đức Chúa Trời ba ngôi, chiến thắng của những người tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Ma quỷ không cầm chúng ta trong ngục tù của nó được. Chúng ta được giải thoát. Mọi sự được rồi, có nghĩa là sự cứu rỗi đã hoàn tất rồi. Có nghĩa là sự chết bị hủy diệt. Có nghĩa là con người được giải thoát. Có nghĩa là thiên đàng đã mở cửa để chúng ta bước vào. Thưa ông bà chị em, kỷ niệm Chúa thương khó, rồi thì cứ mùa lễ trôi qua. Khi tôi ngồi dưới, tôi nhìn lên ban hát, tôi thấy có những người rưng rưng nước mắt vì khi hát đồng cảm với sự đau khổ của Đức Chúa Giêsu. Nhưng nếu đó chỉ là hình thức, nó sẽ qua đi. Nhưng nếu đó là một giáo lý ăn sâu vào lòng của chúng ta, thì Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta, Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, và thiên đàng là cơ nghiệp của chúng ta. Đừng sống trong tội lỗi. Đừng đi con đường của ma quỷ. Đừng xuống địa ngục. Bây giờ tôi đọc cho con cái Chúa nghe câu Kinh Thánh này để kết luận. Giăng đoạn 14 câu 2, câu 3. Tôi nghĩ rằng đa số chúng ta thuộc những câu Kinh Thánh này. Tôi xin đọc và gửi đến cho con cái của Chúa trong mùa lễ thương khó này. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.
trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, tức là thiên đàng đủ chỗ cho mọi người. Chúa đi có nghĩa là Chúa đến trần gian này, Chúa chết cho chúng ta, Chúa làm trọn công tác Đức Chúa Trời giao phó. Chúa đi rồi, Chúa sống lại, chúng ta sẽ kỷ niệm sự phục sinh của Chúa. Chúa thăng thiên rồi, Chúa về ngồi bị hữu Đức Chúa Trời rồi, ta đi sắm sẵn như một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn như một chỗ rồi, tức là Chúa hoàn tất công tác trên thiên đàng rồi, Chúa sẽ trở lại đêm chúng ta đi, hầu cho Chúa ở đâu chúng ta ở đó. Chúng ta có chờ đợi Chúa Giêsu để ngày đêm chúng ta đi không? Chờ đợi trong niềm tin như thế nào? Chia sẻ với Chúa nỗi thống khổ của Chúa, nhưng không chấm dứt trong ngôi mộ, mà hãy bước tới để đón Chúa phục sinh. Trong mùa lễ phục sinh chúng ta sẽ được học đề tài đó, nối vào đề tài của sự thương khó, để rồi giữ vững niềm tin của chúng ta, vì biết chắc rằng Chúa Giêsu của chúng ta đã đến hoàn tất sự cứu chuộc cho chúng ta. Chúa Giêsu của chúng ta đã về thiên đàng rồi, Chúa chờ đợi chúng ta tại đó, rồi Chúa trở lại đêm chúng ta đi. Chúng ta sẽ thừa hưởng cơ nghiệp của cha chúng ta là Đức Chúa Trời, là thiên đàng. Ông bà chị em ơi, nếu chúng ta đang trung tín với Chúa, hãy tiếp tục sự trung tín. Nếu ai yếu đuối, hãy lìa bỏ con đường tội lỗi đi, đừng đi cái con đường của ma quỷ để xuống địa ngục. Hãy đi con đường của Chúa Giêsu dọn cho chúng ta để về thiên đàng. Chúa Giêsu đã hoàn tất trách nhiệm của Ngài, bây giờ còn lại tôi phải làm xong công việc mà Chúa giao cho tôi trên đất này, để rồi cuối cùng tôi đi con đường của Chúa đi, tôi sẽ được ở với Chúa trên thiên đàng, chứ không đi với ma quỷ Satan xuống địa ngục. Đừng ngại đi ngược đường, hãy đi con đường của Chúa và về thiên đàng. Ngày thứ năm, mai thứ sáu, mốt thứ bảy, hãy để thời gian cầu nguyện, suy nghĩ nhiều về sự thương khó của Chúa, suy nghĩ về chính chúng ta. Thưa với Chúa rằng con đây, con nguyện làm theo ý của Chúa, để khi chúng ta bước vào lễ phục sinh, chúng ta hân hoan vì niềm tin của chúng ta được trọn vẹn trong Chúa Giêsu. Xin Chúa ban phước cho chúng ta mọi sự đã được trọn vẹn.